Biên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Nam Biên. Chúng ta bước sang những chuỗi video tiếp theo xoay quanh việc phân tích đến cái tháng mượn để chúng ta xây dựng ngôi nhà hoặc là tu tạo sửa chữa. Trong các chuỗi video trước đó, Đức Trung đã trao đổi với các cô chú anh chị xuyên suốt từ tháng 1 cho đến tháng 9, từ cái tháng Mậu Dần cho đến cái tháng đó là tháng Bính Tuất, và chúng ta đã có mặt tại đây trong cái tháng 10 để chúng ta phân tích đến cái tháng xây dựng, đó là tháng Đinh Hợi. Thực tế mà nói thì trước giờ Đức Trung vẫn cứ nói với các anh chị là tháng 10 là tháng Đinh Hợi, nhưng thực tế mà nói chúng ta xét kỹ cả mặt thì trong phong thủy chúng ta phải xét đến yếu tố tiết khí. Chúng ta cần phải luận xem là nó rơi vào ngày nào, tháng nào của cái tháng 10 để chúng ta chuyển tiết khí sang Đinh Hợi ạ. Thì nó càng chi tiết hơn nữa. Tuy nhiên là nôm na ở đây chúng ta nói với nhau như vậy để các cô chú anh chị biết được chi tiết hơn nữa, thì các cô chú anh chị cần phải tương tác sâu hơn với đội ngũ Phong Thủy Nam Biên thông qua số 1900292, hoặc chúng ta gặp gỡ nhau tại văn phòng để đội ngũ trợ lý cũng như thầy Tâm Nguyên có thể tư vấn các cô chú anh chị một cách kỹ càng nhất. Bởi làm nhà dựng cửa là cái việc chúng ta cần phải làm cái rất là công phu chứ không phải làm đại khái được. Do đó là càng rõ ràng các thông tin thì càng giúp cho việc làm nhà các cô chú anh chị trở nên dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Xin trao đổi các cô chú anh chị nhất, tháng 10 chúng ta có thể xây mới được với hướng nào hoặc tu tạo sửa chữa tại phương vị nào? Với tháng 10 chúng ta xây dựng được mới với cái nhà hướng Tây. Với cái nhà hướng Tây có giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Hướng Tây bao gồm 3 số hướng là canh dấu tâm. Do đó là với cái hướng Tây vào cái tháng 10 âm lịch là cái tháng rất là tốt, nhật được đáo sơn là cái tháng vượng của chúng ta động thổ. Tuy nhiên một điều chúng ta lại xét tiếp. Hướng Tây vì rằng là bao gồm 3 số hướng là canh dấu tâm. Hướng canh có giải độ từ 247,5 độ cho đến 262,5 độ. Hướng dậu có giải độ từ 262,5 độ cho đến 277,5 độ. Và hướng tân có giải độ từ 277,5 độ cho đến 292,5 độ. Chúng ta chú ý một điều rằng là năm 2020 toàn bộ tất cả tháng chúng ta tuyệt đối không động thổ được với cái nhà hướng bão. À đâu, toàn bão hướng dậu, xin lỗi các anh chị. Toàn bão hướng dậu tức là hướng chính Tây. Tuyệt đối chúng ta không xây dựng được trong năm 2020 này vì rằng là cái phần tọa của nó là phần bão sơn, nó phạm phải một lòng bệnh vận sát. Năm 2020 tuyệt đối chúng ta không động thổ xây mới được với cái nhà hướng chính Tây vì rằng nó phạm phải một lòng biến vận, các cô chú anh chị nhé. Một lòng biến vận sát là một trong những cái yếu tố sát mà chúng ta cần phải tính toán rất kỹ trong cái yếu tố xây nhà dựng cửa, nằm trong năm cái đại sát khí lớn, ví dụ như là thái tế sát, ngũ hoàn đại sát, tam sát, mậu kỷ đối tiên sát và một lòng biến vận sát. Về cái việc tính toán một lòng biến vận sát thì trực tiếp thầy Tâm Nguyên cũng như các thầy trong hiệp hội phong thủy diệu thế giới phân loại tại Việt Nam đã luận giải thông qua những cái kiến thức đối với phong thủy chính tông và phong thủy cao cấp để luận giải ra những cái xu hướng mà phạm phải một lòng như này. Thì các cô chú anh chị nếu như có thời gian thì cũng có thể là nghiên cứu thêm hoặc là đến với Phong Thủy Tâm Nguyên để cùng uống trà, nghiên cứu sách cũng như đàm đạo về cái việc làm nhà dựng cửa thì rất là tuyệt vời. Thì thông qua cái việc video này để chung trao đổi với các anh chị, nếu như làm nhà hướng Tây năm 2020 và làm vào cái tháng 10 âm lịch ạ, tháng Đinh Hợi ạ, thì với cái hướng chính dậu chính Tây chúng ta không làm được, hướng canh và hướng tân chúng ta ok, chúng ta làm được đấy. Do đó rằng là theo cái sự sắp xếp kế hoạch của các cô chú anh chị, chúng ta tính toán vào cái thời điểm là tháng nào chúng ta động thổ, rồi là động thổ thì cái xu hướng nhà chúng ta như nào, thì hãy thu thập đầy đủ thông tin và tương tác với chúng tôi cách kỹ hơn để được tư vấn cách kỹ càng nhất thông qua việc nhé, hướng nhà là những gì, bao nhiêu độ này, năm sinh các thành viên gia đình là làm sao và mong muốn xây nhà vào tháng nào để chúng tôi tư vấn và đưa lời khuyên chân thành các chị một cách tốt nhất. Tuy rằng là những kiến thức này chúng tôi trao đổi và cũng như trong quá trình đấy chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí các anh chị, nhưng cái kiến thức đấy là trong những cái kiến thức cũng quan trọng để giúp cho thay đổi cái cuộc sống cũng như là cái yếu tố phong thủy của ngôi nhà các anh chị đấy. Còn chi tiết hơn nữa thì chúng ta cần phải khảo sát, cần phải tư vấn và cần phải thiết kế thì mới trả với nhau thông qua những kết quả một cách rõ ràng thông qua cái bộ hồ sơ thủy được các cô chú anh chị nhé. Trong tháng 10 là chúng ta có thể tu tạo sửa chữa tại phương vị nào? Thì trong tháng 10 là cái tháng mà chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được luôn với phương Tây Nam, giống như tháng 9. Tháng 9 năm Bính Tuất chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được với phương Tây Nam tháng 10. Rất là tuyệt vời là ngay sau đấy chúng ta tu tạo sửa chữa được với phương Tây Nam này luôn. Nếu như trong tháng 9 mà chúng ta tu tạo sửa chữa có xong á thì nó có thể lân sang tháng 10 âm lịch. Thì rất là may trong tháng 10 rất vượng để chúng ta tiến hành triển khai. Tuy nhiên, chúng ta lại xét kỹ tiếp, đó Tây Nam bao gồm 3 số hướng là mùi khôn thân thì tuyệt đối chúng ta không tu tạo sửa chữa rơi vào cái phương mùi. Tại vì rằng là năm 2020 canh tí thân tí thì tam hợp, tam sát nó sẽ đến ba phương là tị ngọ mùi. Tam sát là yếu tố sát khí đến với ba phương tính theo vòng tráng sinh, đúng không ạ? Thì tuyệt đối chúng ta không tu tạo sửa chữa được với cái phương đấy, nếu như động chạm vào thì nó cũng sẽ xảy ra rất nhiều những yếu tố bất lợi. Thì với ba phương là tị ngọ và mùi thì phương mùi thì nó nằm ở phương Tây Nam. Nếu như cái khu vực Tây Nam ở trong ngôi nhà mình năm nay chúng ta muốn tu tạo sửa chữa thì cái bếp hay là cái tủ chặn hay là cái cửa đấy nó hỏng và chúng ta muốn đập phá hoặc là muốn kè lại, muốn xây lại như nào đấy, chúng ta phải tính toán rất là kỹ tính cái tâm của ngôi nhà đến phương Tây Nam đấy nó có được tốt hay không. Phương Tây Nam lại bao gồm mùi khôn thân thì tránh mùi ra chỉ làm được khôn với thân thôi, cho nên nó phải đo đạc phân kim cụ thể
nếu như mà chi tiết hơn thì các cô chú anh chị có cái bản vẽ thiết kế công năng á, thì lại là 1/100 á, thì gửi cho đội ngũ phong thủy viên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành là phân kim, tính toán các cô chú anh chị rõ ràng việc có làm được hay không thì rất kỹ lưỡng đó. Bởi thế cho nên rằng là chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các cô chú anh chị, tuy nhiên là để mà hỗ trợ được tốt thì cần phải đầy đủ các thông tin các cô chú anh chị nhé. Đó, và do vậy rằng là với cái việc mà tự trung lại trong tháng 10 Đinh Hợi, chúng ta có thể xây mới được lưới điện phương Tây, tu tòa sửa chữa tại cái phương Tây Nam ở trong nhà, chi tiết năm tháng ngày giờ cũng như là các phương thức nghi lễ văn khấn để thực hiện được xây mới hay tu tòa sửa chữa như nào, các cô chú chị vui lòng tương tác với chúng tôi thông qua số 1900 292 bấm nhanh số 2 hoặc đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội tại phòng 510 tòa nhà Ban Kinh tế của Hoàng Long Thúy cầu Giấy Hà Nội để được sự tư vấn trực tiếp. Cũng là rất vui cũng như là rất cảm ơn các cô chú chị đã tin tưởng đặt những câu hỏi cũng như là tương tác với chúng tôi trong suốt cái thời gian vừa rồi, để mà chúng ta gặp gỡ nhau cũng như là trao đổi những kiến thức một cách tốt hơn, thì xin các cô chú chị vui lòng để truy cập vào website kichtailong.com để đăng ký khóa học kích tài lộc 2020 do thầy đang trực tiếp chủ giảng tại cả ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị tại khóa học cũng như là tại các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.